Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tòa án hai nước Việt Nam và Lào, sáng nay đoàn đại biểu tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Khâm Phan Bun Pha Khum, phó chánh án tòa án nhân dân tối cao Lào làm trưởng đoàn, dẫn đầu chuyên thăm và làm việc tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Cùng đi với đoàn có đồng chí Suni Võn Phu Ma Sổm, phó tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Tại buổi đón tiếp, Chánh án tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Nguyễn Văn Bường nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu của tòa án nhân dân tối cao Lào sang thăm và làm việc tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Việt Nam và khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa tòa án hai nước Việt Lào ngày càng được củng cố phát triển. Hai bên đã tăng cường trao đổi giữa các đoàn công tác để tìm hiểu, tăng thêm hiểu biết lẫn nhau, nhất là về kinh nghiệm xét xử và hoạt động tư pháp của hai nước, trọng tâm là tòa hành chính, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất cũng như hoạt động nghiệp vụ trong điều kiện cho phép, góp phần buôn đắp mối quan hệ hợp tác truyền thống ba tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào nói chung, giữa tòa án cấp cao tại Đà Nẵng Việt Nam và tòa án nhân dân tối cao Lào nói riêng. Phó Chánh án tòa án nhân dân tối cao Lào, Khâm Phanh Bun Pha Hùng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự tiếp đón nồng hậu của tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đồng thời bày tỏ hy vọng qua chuyến thăm và làm việc lần này, hai đoàn công tác sẽ có những trao đổi về kinh nghiệm quý báu về xét xử án hành chính tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng như hoạt động tư pháp của đơn vị trong thời gian đến. Tại buổi làm việc, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Mường đã giới thiệu một cách khái quát về tòa hành chính Việt Nam và trình tự thủ tục pháp lý khi đưa ra xét xử án sơ thẩm mà trong thời gian qua tòa án cấp cao tại Đà Nẵng áp dụng. Tòa hành chính là tòa chuyên trách thuộc Hệ thống Tòa Nhân dân có chức năng xét xử những vụ án hành chính gồm toàn bộ những quy định về tổ chức hoạt động xét xử những vi phạm pháp luật hành chính với chức năng kiểm tra bảo vệ quyền lợi của công dân và công chức trước những hoạt động của các cơ quan và nhà chức trách hành chính. Vai trò của tòa hành chính được quyết định bởi chức năng của tòa hành chính là xét xử về hành chính, giải quyết các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước giữa công dân với cơ quan hành chính nhà nước. Khi xét xử vụ án hành chính, tòa hành chính có quyền và nghĩa vụ kiểm tra và đa phản quyết về tính hợp pháp của quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu kiện.